đài thôi nha quý vị, chứ tôi không nói ngoài ra, cái bụng tôi không biết nhiêu đâu. Thì bây giờ hôm nay tôi thấy bây giờ hiện tại chiến tranh này bây giờ như vậy, là bây giờ như vậy đó, là không ai thua ai quý vị. Trong cái bài kinh giảng ông Út mà có nghe nói không, cọp với beo tranh đua qua dũng, thay nó mình cũng lẫn trần thăng à, kẻ tám lạng người nửa căn, trung quy rồi cũng gã thăng tiêu hồn. Bây giờ hôm nay tôi nói thật bây giờ quý vị, Nga bây giờ có thua Mỹ không? Tôi nói thật quý vị là Nga không bao giờ thua. Đây tôi dám nói khẳng định một câu nói mạnh nha, Nga không bao giờ muốn thua. Mà Mỹ muốn thua Nga không? Mỹ cũng không muốn thua Nga. Cái này là tôi nói thiệt nha. Bởi vì Nga đó là tôi coi chương trình đó, là bây giờ Mỹ đó là cái khối NATO, bây giờ hiện tại là 30 mấy nước của khối NATO là trong Mỹ. Mà bây giờ như vậy là chiến tranh là gì quý vị? Đây là chỉ là có một khu vực là chỉ có 4 tỉnh này thôi, thấy không? Donetsk, Kherson, Galicia rồi đó, mấy cái tỉnh này chỉ có 4 tỉnh này thôi. Mà bây giờ như vậy là Nga bây giờ như vậy là muốn lấy 4 tỉnh thì để làm gì? Mà theo chiến tranh khoảng gần 3 năm nay như vậy là quý vị, tôi nói thật quý vị đấy ha, nội mà đen mà cái vỏ đạn, bây giờ xin cái vỏ đạn mà lụm cái vỏ đạn gì thôi là đất nước Việt Nam mình là xài không hết, một năm xài không hết rồi ông Út. Nội cái vỏ đạn thôi, phải không? Mà bây giờ Nga lấy 4 tỉnh này dễ làm gì? Thì đây là cái chuyện là gì quý vị biết không? Là gì? Do có cái là cái sân si ra không? Phải không? Bị gì trong cái tham không được, tham không được gì, tham không được là sân, mà sân không được là xí. Mà Đức Thầy có nói rõ ràng một câu đó, ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế của mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham dùng ngưỡng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao gừng gặt thi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu sổ tốt cũng là dồn chứa. Nhưng mà hôm nay dồn chứa không được là gì? Thì sân. Mà sân không được là gì? Xí. Bây giờ tôi hỏi quý vị như vậy, hồi chiến tranh rơi giờ ra chết hàng triệu người, hàng triệu người, tôi nói là thiệt, hàng triệu người. Rồi bây giờ nhà cửa sập sát hết rồi, giờ ai chịu đây? Phải người dân chịu không? À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. À, kính thưa chư quý vị đồng đạo, thì cũng nhân duyên chúng tôi hôm nay thì đến nhà của Nam Việt, thì YouTube Nam Việt đó quý vị. À, số điện thoại của ông mấy mà tôi quên rồi? 0364 717 77. Vậy hả? Cái này là cũng như quảng cáo trong luôn nha. Quảng cáo luôn. Thì bữa nay đến nhà Nam Việt thì cũng như là thầy có nói là bàn với Lượng đặng coi chân lý, mà chân lý là lý lẽ như thế nào. Mà Đức Thầy nói ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Mà ít lâu là ít lâu là ít lâu là ít là bao lâu? Là khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Mà lãng sao là như thế nào? À, nhà ông Út giải dùm, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại diện cho tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì theo sự hiểu biết của tôi, trình bày hai câu giảng của Đức Thầy hỏi, đồng đạo hỏi lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chứ hề lãng sao, trì lòng chất khá núng nao, từ đây nhân vật ngọn hoa lần lần. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy nói lâu mà bữa nay bây giờ tới ngày nay là 70-80 năm mà sao Thầy chưa về, là nguyên nhân như thế nào mà Thầy không về? Thì chúng tôi xin chia sẻ như thế này. Bởi vì cũng có số người nói Đức Thầy lâu quá Thầy không về, chắc là lẽ là Thầy bị mà chết rồi thành ra Thầy không về. Thành ra cũng có số người đó đội khăn đội nón để chạy theo người khác. Cái đó là có một phần thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó là Đức Thầy chưa về là cũng có nguyên nhân, là lý do của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy theo tôi nghĩ đó, thứ nhất đó là vì thời cơ chưa đến, Thầy chưa có về được. Thứ hai nữa đó là Đức Thầy muốn vắng mặt lâu để thử thách tín đồ, coi thời gian ngày đã đi ra xa lánh rồi có thể giữ những lời gì mà Đức Thầy đã dạy hay không. Khi Thầy trở về rồi thì Thầy sẽ đem những cái bài vở Đức Thầy ra, Thầy hỏi các trò, Thầy đi rồi các con có ở là con có làm được những gì không, thì lúc đó Thầy mới gọi là công đồng thưởng phạt. Thì thành ra bây giờ chúng ta cũng nên nhớ rằng dù Thầy có xa cách hôn ương dạng dân, cứ giữ hiền lương mà làm, cứ giữ hoài đi, đừng bao giờ nghi Đức Thầy bị cái này bị kia là chúng ta nghi cái đó là chúng ta đã sai rồi. Thì chúng ta cũng giữ y theo lời Thầy dạy đi, thì dầu cho bao lâu đi nữa Thầy dứt khoát là Thầy phải về thôi, nhưng mà không biết thời gian nào Thầy về. Vậy chúng ta dẫn là bền lòng giữ dạ xác định đi, đừng phai đừng lỡ, có ngày gặp sẽ gặp Đức Thầy.
Còn nếu bây giờ chúng ta cứ nghi ngờ Đức Thầy như vậy là cứ chạy theo là âm thanh sắc tướng hoặc là những ông lên bà xuống vậy đó, hay là mượn danh từ nói là thầy đó là mượn xác này xác kia, như vậy là tôi xin thưa là như vậy là nó không đúng với chân lý thầy dạy đâu. Vậy tôi đâu xin chia sẻ tới đây là phần này là xin hết. Kính thưa mốt là vừa qua ông nói là ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Thì bây giờ như vậy ông mốt vừa trải qua thì mấy câu như vậy thấy cũng lý thú. Nhưng mà để tôi hỏi tiếp và nói rõ nghĩa luôn. Mà Đức Thầy nói là học đạo lý như đàn chúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tâm bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau xứng giết, mài gươm chí cho tinh chơi xiếp, dứt tâm chẳng kiếm chỉ sức không. Như vậy là học đạo lý như đời trúng điệu thì ông mới vừa nói qua, mà trúng điệu là trúng như thế nào, thấy không? Lũ tâm bành là sao, rồi đoàn lục tặc là lục tặc là sao, là mấy con giặc là sao đây, à, đoàn lục tặc ta mau xuống dưới, rồi mài gươm chí, mà cái gươm này là gươm sao, thấy không? Cho tinh cho khiết, dứt tâm chằng là sao, kiếm chữ sắc không. Thì bây giờ nhà mốt là giải từ câu đến mốt, bây giờ học đạo lý như đời trúng điệu, bây giờ ông giải hai câu trước đi rồi giải từ câu đi. Dạ. Cái này theo tôi nghĩ nó cũng giống như cái câu mà tôi biết cách như đường miết đát vậy á. Thì cái câu này nó cũng giống như vậy đó. Học đạo lý như đường chúng điệu thì chúng ta là hòa bản rồi. Thì Đức Thầy là đưa cái đường ra mà mình biết cái điệu ca thì mình là hai cái này nó hợp lại, nó đúng điệu rồi. Đó là sự đó. Đó là sự rồi đó. Và bây giờ ý muốn nói là cái giáo dự lý đi. Thấy không? Nếu chúng ta hiểu cái tâm ý của Đức Phật nói như thế nào thì chúng ta hòa theo cái lời của Đức Phật là chúng ta sẽ đạt được kết quả. Yeah. Thành ra chúng ta phải là trở về cái chân lý gọi là trở về nội tâm đó. Đức Phật, Đức Thầy nói như thế nào thì chúng ta hiểu ý thì chúng ta hòa theo là làm theo là nó đúng y chang, chứ không phải cũng như là người mà học đời với người ca là hai người là hiểu ý với nhau là... Trời. Thì chúng ta giữ theo tức đề là việc đó là làm mười điều lành, việc thập ác thì chúng ta sẽ hòa đúng với chân lý thầy chứ có chuyện chọi. Dạ. Sao? Thì sắc sanh thì chúng ta gọi là thân nghiệp đi. Thân nghiệp có nó sanh ra 10 điều ác, một là sắc sanh, hai đạo tặc, ba tà dâm, rồi không nghiệp sanh 4 điều ác, một lưỡng thiện, hai ý ngôn, ba khổ, 4 vọng ngữ. Ý nghiệp sanh 3 điều ác là một là tham lam, hay sân nộ, 3 mê si. Như vậy giờ chúng ta đã diệt được 10 điều ác thì chúng ta đã hòa bản với Đức Phật rồi đó. Rồi bây giờ mấy người vô tu như vậy là mình còn ăn mặn như vậy là có đạt gì không nữa? Thì theo cái nguyên tắc của đạo Phật giáo Hòa Hảo thì bước đầu tiên thì Đức Thầy dạy là sẽ 4 bữa. Nhưng mà tùy theo trình độ và lòng nhân của mọi người, tự mình nhận thức được rồi mà tự mình tiến lên. Chứ Đức Phật, Đức Thầy không có ép buộc, không ai thú ăn chay, không có chú ăn mặn, tùy theo trình độ và căn cơ của mọi người. Thành ra chúng ta phải nguyên cứu rõ ràng cái chân lý của Đức Thầy dạy từ thấp lên cao. Mà Đức Thầy có nói một câu là cái khẩu các trò nặng nề hơn hết, mà trong đó có lưỡng thiệt, ý ngôn, bát khẩu, vọng ngữ đó. Bây giờ lưỡng thiệt là như thế nào, rồi vọng ngữ như thế nào, nhờ muốn nói như thế đó luôn. Ở đây thì Đức Thầy dạy trong cái 10 điều ác mà tại sao có cái vọng ngữ là nó tới 4. Là tất nhiên là vọng ngữ là nói thêm thừa quyển hoạt. Thấy không? Thành ra Đức Thầy nói là 4 cái khẩu nghiệp đó chúng ta nặng nề hơn hết là hơn 3 cái khẩu kia. Thứ nhất là khẩu nghiệp, thứ hai là khẩu nghiệp rồi thân nghiệp, rồi là lưỡi thiện ý ngôn ác khẩu. Lưỡi thiện là lời nói hai lời đó, lưỡi thiện đó. Rồi là giọng ngữ là ác khẩu là nói tịch. Rồi chứ có nó không, nhưng không nó có là ác khẩu. Rồi còn tới gì? Kính thưa ông Mốt, thì đó là học đạo lý như đàn chúng điệu. Thì bây giờ mình làm cái đó được thì dứt được là chúng điệu rồi ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ như vậy là coi học đạo lý như đàn chúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo thì làm theo rồi. Yeah. Nhưng mà lũ tâm bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc ta mới chứng giết. Lũ tâm bành là sao, rồi đòn lục tặc là sao ông Út? Nhà nói cái lũ tâm bành với đòn lục tặc này ông Út. Ở đây là nói cái tâm bành là nó cũng ở trong thân ta là ba cái bành lớn. Bành cư, bành kiểu, bành chắc gì đó, ba bành nó lớn đó. Rồi lục tặc tất nhiên là 6 căn đó. Tất nhiên là Đức Thầy
rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, rồi mới nhiễm với sáu trần là sắc tinh đơn vị xuất pháp đó, cái đó là gọi là tam bành lục tặc. Thì Đức Thầy cho biết là nhãn thấy sắc thường hay bằng biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi yếm dịu, rồi đồ thâm tho nó ưa nó chịu, chốn sợ ương hay lết lợi gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân thâm sướng muốn tiền của tớ đến đặng ăn xài cho bỉ tấm tình, ý thì ưa sẽ sắc sơ hình với chiếc phận cho cao cho quý, sáu đừng ấy trong tâm ý ta mau dứt nó cho rồi, nếu tĩnh tâm nào có mấy hờ mượn chỉ đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát. Bây giờ dứt được nó là dứt thì sao không? Nhờ nó dứt. Bây giờ mình muốn dứt cho nó là cả vấn đề chứ không phải dễ đâu, mà Đức Thầy chỉ mình dứt là Đức Thầy nó mài gươm trí cho cái tinh cho khiết, dứt tâm trần nó kiếm chữ sắc không. Cái gươm trí của mình mà nếu mà không có bén nhạy được thì không bao giờ mà giết nó được đâu. Nó là cũng là phải là nó dai, nó dứt, nó không phải là gì dễ giết nó đâu. Thì bây giờ để xin hỏi ông Út, vậy là hồi trước giờ bây giờ tôi hỏi ông Út thôi, hỏi riêng ông Út, mình nói lấy của mình đi, mình đừng có lấy của người ta. Mình lấy của mình nói đi, hồi đó giờ ông dứt là ông dứt cái gì, mới vào tu ông dứt cái gì trước, thì nhờ ông Út nói dứt cái gì trước đi ông Út. cái này thì nó tùy. Bây giờ thứ nhất là sát sanh đạo tặc tà dâm, là dứt cái đó trước đi. Rồi sau này mới tới với ỷ ngôn mất khẩu giọng ngữ tham lam sân lộn mê si. Rồi là mình viết lần từ từ, mình viết từ tên đi. Dạ. Chứ không phải nào mình không thấy nào mình viết nó nhiều được, bởi vì cái đoạn đó quá nhiều quá đông đi. Thành ra mình viết được thằng nào thì hay thằng đấy từ tới đó đi. Mà lấy cái kiếm lấy gì đây? Dạ lấy gọi là mà trí lấy dùng của trí bén đó. À. Là con nào vô rút con ấy 13 con ma. Như vậy là việc lần từ con là từ con. Thì bây giờ ông nhờ ông nói thập tâm ma là dẹp bằng chỉ kiếm dứt xong xong mới được dẫn thơi là 13 con ma, ông nhờ ông giết 13 con ma này, ông giết từ con giùm tôi luôn. Thì bây giờ chỉ nói Đức Thầy chỉ nói 13 con ma thôi, chứ mình chưa có nắm rõ từ tên, thấy không? Trong đó thì cũng như là gọi là thập tâm ma là lục tắc tình lục dục đó, gọi là 13 con ma mình biết thôi, chứ cái tên đó thì mình chưa nắm rõ. Thì kể như ma quỷ 13 con ma, kể như ma quỷ đi. Kể ma quỷ đi chứ chưa không biết từng tên nó. Kể như khỏi nói tên nó đi. Khỏi nói tên. Ma mình khỏi nói tên đi. Bây giờ mình giết cách nào này, mình giết sao này nè. Bây giờ hồi đó là bây giờ như vậy là mình thèm đồ ăn, bây giờ mình ăn mặn. Bây giờ trở lại mình ăn tương, mình giết là cách giết ăn tương mình giết sao nè. Cái đó là theo mình nghĩ tùy theo cái căn cơ và trình độ mình giếng nó được. Mình tìm cách phải giếng nó được với nghe nghe. Như bây giờ trước á là tự mình giác. Mình ăn mặn là tự mình giác, mình mới đầu mình ăn có 4 ngày là thầy dạy ăn 4 ngày thì tự mình suy nghĩ tự mình giác thì tự mình giết đó. Bây giờ là 4 ngày mình thì trong 26 ngày đó mình còn sát giết. Thì mình tự là mình biết là mình sát giết nó luôn, không còn ăn 4 ngày nữa mà bằng tiến lên là ăn cho trường luôn. Rồi lần tiến lên hoài là bắt đầu trở lại có cái lòng nhớ. Rồi thương người mến giặc. Rồi từ từ mình tiến mãi hoài là sao lại Đức Thầy dạy đó. Tôi có lần tôi trồng cái cây này ông kể rõ rồi ông Út, là sao có trồng cái cây này mà tôi trồng nó ra có 4 lá hoài mà sao nó không trổ bông ông Út, rồi nhờ ông Út nói ngay chỗ này con Út. Cái đó là gọi cái giống gì đó mới được chứ được. Thì cái giống 4 ngày đó. Cái 4 ngày thì thế nào nó cũng đâu nó chậm chỗ lắm. Chúng ta muốn mà phải tiến lên thì phải lựa cái giống nào cho nó chỗ nhanh mới được, nhưng mà cứ 4 ngày hoài thì không có chỗ để tôi kể bây không. Như vậy là muốn chỗ nhanh, muốn ra lá nhiều mình phải làm sao? Thì bây giờ chúng ta phải quán xét cái rõ ràng đi, chân lý của Đức Thầy dạy như thế nào. Đức Thầy nói là Phật khẳng chẳng các thế ban trai chẳng chúng ăn mặn tỳ theo lòng nhân của mình, thì tùy theo lòng nhân của mình suy nghĩ thì mình sẽ trồng cái giống khác. Chứ không lẽ nữa mình trồng cái giống 4 ngày hoài. Trời ơi, bỏ cái giống 4 ngày đi, mình tiến lên cái giống khác đi. Kính thưa Quỳnh Úc, bây giờ biết Quỳnh Úc là ở bên vùng Thánh Địa Hòa Hảo. Vậy xin hỏi là Thánh Địa Hòa Hảo là danh từ đó như thế nào mà gọi là Thánh Địa, để nói cho các đồng đạo nghe là những người ta không hiểu, ta thắc mắc chữ Thánh Địa Hòa Hảo là sao? Nhờ Quỳnh Úc giải thích giùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo sự hiểu biết của tôi thì cái đó là cái địa danh của hồi xưa tới giờ. Cái Thánh Địa Hòa Hảo là cái địa danh của hồi xưa tới giờ. Thành ra ở đây là tôi lấy cái chữ Hòa là Đức Thầy muốn cho tất cả là đồng
chúng sanh đều hòa với nhau, hòa hảo với là thêm chữ chữ hảo nữa, hòa hảo với nhau là cái địa danh này là gọi là cái hòa hảo là tốt đẹp. Vậy theo tôi hiểu như thế đó vậy. Con nghĩ thích đó thì cũng làm được thỏa mãn, nhưng mà cái vấn đề nghĩa là tiền thân của Đức Thầy, nghe nói là Phật, nếu Phật là ở chỗ nào thì chỗ đó gọi là thánh địa, mà bây giờ chứng minh chỗ nào là Đức Thầy là Phật, chứng minh là người trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, mà quý vị thường nói là Đức Thầy là Phật, xin giải thay quân cho lỗi đó. Xin giải thích chỗ Phật của Đức Thầy là cho hiện thân ở chỗ nào. Xin thở tâm bình chỗ cổ. Ở đây theo tôi sự hiểu biết của tôi thì tiền thân của Đức Thầy có nhiều lần, nhiều vị lắm, từ Phật Chùm cho đến Sư Giải Bán Phai, rồi Đức Bổn Sư, rồi Đức Phật Thầy, giờ mới tới Đức là Quỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy của mình đó. Như vậy theo tôi hiểu như thế đó là tiền thân của Đức Thầy đó, nói chí theo là Thích Ca ngày trước tới giờ là cái chuyện bá hoài, cho nên thầy nói là thương trần ta dạy cố lì cốt cho trần thế nghe thì mới thôi, thành ra Đức Thầy quyết lòng là dạy hoài chừng nào chúng sanh nghe thôi, cho nên Đức Thầy có chỗ thầy nó bể trầm lưng cô cạn sáu làng tăng sĩ mới trở về thanh tịnh. Nếu chúng sanh mà còn ở vòng trong vòng sáu nẻo lưng hồi hoài thì Đức Thầy nguyện không ở không về ở ngôi vị của ngài. Thì Đức Thầy có nói một câu nói gì nào? Mốt Đức Thầy nói là thương quá sức nên ta bệnh định, quyết độ đời cho đến chung thăng. Nếu thế gian còn chốn người tăng thì ta chẳng phải ăn vui cực lạc. Thì bây giờ hôm nay là Đức Thầy xuống đây là hạ giái xuống này là một ngày 18 tháng 5 năm 1939 tới hôm nay. Mà Đức Thầy nói là thương trần ta cũng ráng thề, như vậy là Thầy thương như thế nào mà phải ráng thề. Đó, đặng cho bá tánh liệu bề tu thăng rồi mình tu làm sao đây, cái thăng mình tu làm sao đây. À, nếu thế gian còn chốn mê tăng là gì, ta chẳng phải ăn vui cực lạc, thì nhờ Mốt giải bốn câu này. Ở đây theo tôi, cái quan điểm tôi nghĩ Đức Thầy nói nếu chúng sanh còn chốn mê tăng là tăng là hiện đại bây giờ, tăng là mới bây giờ, bởi vì chúng ta nhìn thấy bây giờ hiện đại hiện bây giờ thế gian này bây giờ nó bài bác nhiều kiểu cách lắm, thấy không, thành ra gọi chúng ta là mê tăng, là mê kiểu mới đó. Giờ mình thấy bây giờ là nói chung ở nước Việt Nam mình thôi, nó ngoài thì mình không nói, bài bác cái này bài bác cái kia cho chúng ta mê, cũng như là chúng ta là bị gạt mà chúng ta không hay, thấy không, thành ra chừng gì từ cái chỗ đó mà chúng ta mê nó hoài thì chúng ta phải ở lại hoài, chứ chúng ta không khi nào mà giải thoát được. Như trời chúng ta muốn là giải thoát thì chúng ta không còn mê những cái vật dụng ở bên ngoài, đó là do nơi là văn minh nó bài chế ra. Thầy không vui, thầy không về cực lạc, thầy ở thầy quyết dạy thì dạy trần, ở thì thầy dạy hoài. Mà nếu chúng ta mà không làm được thì chúng ta phụ lời Đức Thầy dạy, không lẽ để chúng thầy ở đây chúng thầy dạy hoài sao, thì phải có ngày nào kết thúc thôi, chứ không lẽ ở đây dạy hoài. Rồi như vậy là tại sao mà có lúc mà thầy nói gì là bây giờ Út cũng giải ra cho rõ ngay chỗ này cho cô bác ta biết, bây giờ cũng có người ta hay giải đãi đó, mà mình là đạo Phật giáo hảo mà tại sao còn số người ta cũng còn giải đãi gì lắm không Út? Nó là thương trần ta cũng gắn thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Mà bây giờ tại sao bây giờ mình tu Phật giáo ảo rồi bây giờ mình cũng còn giải đãi ngay chỗ này quá rồi, Mốt là lý do là sao Mốt? Bây giờ theo tôi, cái quan điểm tôi nghĩ á, thì cũng có một số giải đãi mà cũng có một số người ta tu tiến, thấy không, bởi vì chúng ta thấy hiện tại bây giờ thế giới bây giờ nó rối beng hết trơn rồi, thấy không, thành ra những cái người ta ý thức được, người ta nhìn qua ta thấy thì bắt đầu người ta tiếp tục người ta là ta tu tiến. Còn những cái người mà tu lâu đó, nhìn thấy hoài không thấy gì hết trơn trọi á, thì bởi vì người ta không thấy được cái gì đó thì người ta từ từ ta dựa ta thối chí lần rồi có ngay cái lúc khi người ta bỏ luôn đó. Thứ hai á là bị vật chất bây giờ nó quá thế dần độ rồi, nó quyến rũ những người đó chạy theo rồi giết rồi bỏ đạo luôn, không còn tu hành trơn trọi. Thì theo quan điểm của tôi thấy như thế đó. Bởi vậy tôi thấy có một người mà thấy giải đãi mà bây giờ nó hiện tượng, bây giờ cái thế giới bây giờ hôm nay thấy là nó đủ thứ đổi thay đủ thứ hết trơn,
mà Đức Thầy nói là cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm liền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ô nói trước. Nếu chẳng tin lời khổ thiết tha, như vậy bây giờ tôi thấy Đông Âu bên bển bây giờ hiện tại như là Ukraine, rồi Nga, Israel, Hamas, rồi tất cả những là Biển Đỏ, bây giờ là chiến tranh bây giờ nó đang bùng nổ quá xá rồi. Bây giờ như vậy là trong cái đại tam thế chiến này, bây giờ như vậy ông Út thấy bây giờ tình hình thấy sao? Giờ tôi thấy sao ớn quá ông Út. Thì theo cái quan điểm tôi nghĩ thôi như thế này, bởi vì Đức Thầy cho biết là cái đại tam thế chiến thế nào nó cũng phải bùng nổ, nhưng mà không biết kết thúc cái năm nào, thấy không? Cho nên bây giờ mình nhìn kỹ ở ngoài thế giới, bên ngoài bây giờ nó rất là lu bu lộn xộn, lớp nào thiên tai, lớp nào là động đất, nó kể như tùm lum đi. Mà Đức Thầy cho biết là mắt nhìn ngoại quốc nó là thảm thê, Nam Bang cảnh khổ này nè, mình coi chừng mình tới mình đây nè, cũng kề một bên đó, mà không biết ngày nào tháng năm năm nào. Thì theo quan điểm của tôi thấy như thế đó vậy đó. À, trong câu giảng này nói mà tôi không biết nha, tôi không biết ngày tháng nào, cũng như Múc mới vừa nói đó. Thầy nói là năm thìn bước tới thiệt là rồng, năm giúp kẻ dùng nổi lông đông, chiến tranh thế giới toàn lê thứ, lo nổi đó đau giống lạc hồng. Như vậy là năm thìn bước tới thiệt là rồng, mà năm gút là năm gút làm sao không Múc? Rồi bây giờ giống lạc hồng là giống lạc hồng là như thế nào? Giờ Múc nói rồi, cái đó tôi xin tạm dừng đi, bởi vì chưa nắm rõ cái đó, thành ra không dám nói. Vậy không, bây giờ mình không có nói ngày tháng, mà thầy nói là có chứ. Thì biết là có rồi. Thầy nói không, thầy nói là có, nhưng mà mình không quá quyết. Đúng rồi, mình không biết thình nào. Bây giờ không biết, không biết. Vậy là thôi, bây giờ như vậy là hỏi qua như vậy là trong chiến tranh thế giới mà Đức Thầy nói là mặt nước biển lô nhô lần hợp chim đua bay, cá lội trên màu, ngọn thủy triều nô đức dục xuôi bầu trái đất, một phen liên chuyển. Rồi bây giờ như vậy là coi như mặt nước biển lô nhô là sao? Mà chim là chim gì? Tôi không hiểu cái chim gì nè. Chim đua bay, cá lội trên màu thì tôi không hiểu ba vụ này nè. Đó, ngọn thủy triều là sao? Bầu trái đất một phen liên chuyển là sao? Giờ ông Út giải bốn câu này không? Cái đó theo cái quan điểm của tôi nghĩ á, thì Đức Thầy báo cái thế chiến thứ ba này nó sẽ bùng nổ như thế đó nè. Có thể là bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới bây giờ nó chơi những vũ khí hạt nhân không? Hồi xưa thì những cái vũ khí nó chỉ đơn giản thôi, mà bây giờ nó là càng tối tăng nữa. Có thể nó bắn vào một chết chết cái hàng loạn chúng sanh nữa. Thành ra cái thế giới thứ ba này theo tôi nghĩ là nếu mà nó bùng nổ thì chúng sanh rất là khổ não, có thể là đi đến cái mức là lập đời, đến cái ngày lập đời luôn. Thì theo tôi quan niệm tôi nghĩ thế đó chị. Bây giờ để xin phép vô ngồi với ông Út và bàn cái khúc này chút nha. Tôi khoái với ông Út ngồi bàn khúc này. Trời, có ghế ngồi nữa hả? Ngồi đây, đừng ngồi xích bệnh mất hình. Thì kính thưa chư quý vị, thì đúng ra thì thời gian đó thì quý vị mà thấy trên cộng đồng mạng á, thì tôi cũng nói qua cái thời sự chiến tranh, thì nói ngay thì tôi cũng nói trên cái thời sự vậy thôi. Thì có những cái cô bác mà không có thời gian mà rảnh rỗi mà coi thời sự đó quý vị, thì để chúng tôi lặp lại, chứ cũng có nhiều người thì nói ôi ông đạo, ông mà nói đạo ông không nói, ông lo ông lên nói chiến tranh thời sự thì kia hoài, ông lo nói đạo. Thì kính thưa chư quý vị, nếu mà bây giờ như vậy là không phải khoáng không mà đời tới được đâu, phải không? Cũng có thượng quân, trung quân và có đời mạt pháp, thì phải có chuyện này chuyện kia, thấy không? Mà bây giờ thầy nói là nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, rồi máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành si như thể tên bay đường dinh dục của mai một lát. Nếu mà ông tâm tạng mà ông đi mà ông thỉnh kinh đó, phải không? Ông tâm trạng mà ông đi thỉnh kinh, mà nếu không có mấy con quỷ thì theo phá thì ông đi thì xuống bắn rồi, phải không? Thành thử ra hôm nay thì đây là mình giống cái sự mà cái thời mạt pháp này chiến tranh nó cũng giống như ông tâm trạng mà đi thỉnh kinh vậy. Bây giờ hôm nay thầy nói là tuần trưa kia sắp đặt đã lâu, bởi chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Thì hôm nay như vậy ông Tài Thiên ông nằm đây nè, 500 năm ông bị là núi Ngũ Hành Sơn đè nè. Thì Phật bà nói bây giờ ông đi thỉnh kinh đi ha, ông đi đến đó thì ông sẽ gỡ lá bùa ra thì có đại tử ông đi theo, thấy không? Cái này sắp đặt rồi. Thì bây giờ trong cái cuộc này thì Iran, cái cuộc này nói thật với quý vị cũng sắp đặt Iran gì đó. Thì bây giờ hôm nay thì tôi cũng nói tình hình trên cái này, tôi nói theo Mỹ. Mà bây giờ như vậy là chiến tranh là gì quý vị? Đây là chỉ là có một khu vực là chỉ có bốn tỉnh này thôi, thấy không?
Donetsk, Kherson, Galicia rồi đó, mấy cái tỉnh này chỉ có 4 tỉnh này thôi. Mà bây giờ như vậy là Nga bây giờ như vậy là muốn lấy 4 tỉnh này để làm gì, mà theo chiến tranh khoảng gần 3 năm nay như vậy là quý vị, tôi nói thật quý vị đấy ha. Đội mà đem mà cái vỏ đạn, bây giờ xin cái vỏ đạn mà lụm cái vỏ đạn gì thôi là đất nước Việt Nam mình là xài không hết, một năm xài không hết rồi ông Út. Đậu cái vỏ đạn thôi, phải không? Mà bây giờ Nga lấy 4 tỉnh này để làm gì? Thì đây là cái chuyện là gì quý vị biết không? Là vì do có cái là cái sân si ra không? Phải không? Bị gì trong cái tham không được, tham không được gì? Tham không được là sân, mà sân không được là si. Mà Đức Thầy có nói rõ ràng một câu đó. Ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế của mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham dùng ngưỡng cò bay thẳng kiến. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao gừng gặt thứ thi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu sổ tốt cũng là dồn chứa. Nhưng mà hôm nay dồn chứa không được là gì? Thì sân. Mà sân không được là gì? Si. Bây giờ tôi hỏi quý vị như vậy, hồi chiến tranh rơi và ra chết hàng triệu người. Hàng triệu người, tôi nói là thiệt hàng triệu người. Rồi bây giờ nhà cửa sập sát hết rồi, giờ ai chịu đây? Phải người dân chịu không? Bởi vì ông tổng thống ông ngồi ở đâu không? Ông đâu có ngồi đất nước, ông đâu mà ông đâu có gì đâu, ông đâu có rồi toàn là dân không à, dân chịu không à. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi ý muốn nói là gì quý vị? Tôi mong tất cả là trên đạo Phật giáo, tất cả tôn giáo từ Hồi giáo, Công giáo, đạo Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, bất cứ, thì chúng ta hàng đêm thì mong cầu nguyện trời Phật, thấy không? Độ cho thế giới được hòa bình, đất nước chúng ta được mưa thuận gió hòa, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái thành giải thoát mê ly. Hàng đêm chúng ta để cầu nguyện đặng cho qua khỏi cái chiến tranh thế giới này, không còn mà chiến tranh nữa. Người ta là cha xa vợ, vợ xa con mà biết bao nhiêu nữa quý vị. Cũng như là vừa qua tôi có hỏi ông Út một câu đó: cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm riền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ô nói trước, nếu chẳng tin lời khổ thiết tha. Bây giờ quý vị thấy không, tội nghiệp cho Việt Nam chúng ta không, qua Urana mằng đâu được 20 mấy năm trời. Bữa đó tôi ngồi mà tôi coi ra nước mắt quý vị. Hai vợ chồng mằng được 20 mấy năm trời, tạo ra được đâu có nhà 5-7 tầng. Bây giờ là sạch sẽ rồi, bây giờ như vậy là chồng chết mà vợ ôm con mà đi nữa. Rồi bây giờ tôi hỏi ông Út cái cảnh khổ biết nhiêu khổ, nói tạo ra mấy chục năm trời. Rồi bây giờ nhà không còn, chồng không còn, chỉ còn mấy đứa con rồi, bây giờ còn được cái gì quý vị? Bởi vậy thầy có nói câu nói rõ ràng đó: giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn đó tuôn một giờ. Quý vị thấy không, chỉ cần ngủ một đêm thức dậy thôi là hoàn toàn bên là Israel là bị là Hamas tháo cái kích qua là chết 10 mấy ngàn người, nhà cửa sập hết trơn. Quý vị thấy không, chỉ cần ngủ là giật mình 12 giờ khuya là nổ cái một là chết. Quý vị thấy không, cái này ai tạo ra? Cái này cũng là do cái tham tạo ra không à. Dần bên thế giới ta bà, tôi thành thử ra là bởi vì thầy mới nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, mà tịnh độ vui, tịnh độ mấy ngàn vui. Bây giờ quý vị giàu cỡ nào đi chăng nữa thì bây giờ như vậy cũng cảnh ta bà nó cũng khổ quý vị. Nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ. Nếu mà giàu mà không khổ thì Thái tử Siddhartha là Phật Thích Ca đâu có bỏ đền đài điện ngọc, vợ đẹp con cưng mà bỏ cha già, vợ đẹp mà đi bỏ vô rừng mà 5 năm đi tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Thấy không? Nếu mà không sanh, không lão, không bệnh, không chết thì như vậy là Thái tử Siddhartha đi bỏ đi để làm gì? Phải không? Thì bây giờ như vậy là ở vậy sung sướng, gần cha, gần mẹ, gần Du Gia Đề La, gần con La Hầu La, nó sung sướng biết bao nhiêu, nói vàng bạc là coi như bằng là phải nó như núi. Rồi bây giờ tại sao đi bỏ cực khổ? Nhưng bây giờ danh tiếng bây giờ ha, cũng như thầy nói đó, ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể, sao múc, xạ hương khắp nơi chốn, phải không? Bây giờ như vậy Đức Phật Thích Ca 2000 mấy trăm năm nay tới giờ mùi thơm tới giờ, Đức Thầy chúng ta hôm nay là 80 mấy năm mùi thơm tới giờ. Nếu mà Đức Phật Thích Ca mà làm vua tới giờ còn mùi thơm gì không? Đâu có mùi thơm, thấy không? Tổng thống 46, tổng thống của mà bên Mỹ, 46 ông tổng thống, nếu hồi xưa là vua, thí dụ đi, tại vì cái bên cái tự do là không có vua, như là Thái Lan, Campuchia là có vua ha. Mà thí dụ 46 ông tổng thống này, mà bây giờ như vậy là nếu mà cũng như 46 ông vua đi, nhưng mà ông vua qua, thí dụ 5-10 ông vua trước, 20 ông vua trước, dài còn nhớ không? Nhớ không Út? Đâu còn nhớ. Nhưng mà ông Phật Thích Ca tới giờ thấy không, 2000 mấy trăm năm nay thì nhớ hoài, thấy không? Thành thử ra đó là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Thì kính thưa chư quý vị, thì tôi mong quý vị thì bây giờ đó mình ráng hàng đêm để cầu nguyện, mong cho thế giới được hòa bình. Và tôi cũng mong sao
là bây giờ bên là Mỹ khối NATO, và tôi mong sao là bên là chủ nghĩa xã hội là bên Nga bây giờ để ngồi để bàn luận lại với nhau, để mà cho cái cuộc mà chiến tranh để hòa bình độc lập, cho dân yên ổn không chết chóc để làm ăn. Thì đây là tôi cũng cầu mong trời Phật, và cầu mong quý vị, đây là tôi chỉ một lời của tôi là xin xỏ một hột cát ở bãi sa mạc thôi nha quý vị. Đây tôi một hột cát ở bãi sa mạc rồi, tôi là cái nguyện của tôi là xin vậy thôi. Dạ. Để sang nói chuyện về chiến tranh thì đây là nghe rất là sinh động và cũng thực tế trong cái thời buổi hiện nay. Nhưng mà trong sấm giảng quyển 3 của Đức Thầy có nói mấy câu: no chiều rồi lại đối mới, nguyên trần sắp chướng tỉnh trời từ đây, nguyên trần sớm lửa bắt khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Nghe mấy câu đó thì nó là trong đạo của mình là phải làm sao cho nó có cái cảnh khổ này. Rồi để sang như là nói cho anh em đồng đạo nghe để mà biết cách như là thoát khổ rồi. Thì cảm ơn Quỳnh Nam Việt. Thì cái trong này là trong cái quyển 3 mà Đức Thầy viết 1939, thì Đức Thầy nói là no chiều rồi lại đói mai, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, khuyên trần sớm liễu bắp phai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Đó thôi, bây giờ như vậy là còn dài dài tới thôi, bây giờ mình nói bao nhiêu cho nó gọn đi, chứ nếu thì nó dài quá thì nó lâu bị cái này nó hơi khá dài. Quý vị quan nghĩ nha, cái câu mà Thầy nói tại sao là no chiều rồi lại đói mai, bởi vì chiều nay mình no nè, ngày mai chưa biết hẳn là mình còn có cơm gạo ăn không nghe quý vị. Bởi vì cái câu Thầy nói rõ ràng, no chịu rồi ngủ đêm thức dậy, như bây giờ Hamas đó, bây giờ nó bắn qua xe anh đó, rồi trong khi là chiều no đó, rồi nửa đêm thức dậy nữa, như vậy là ngày mai phải đói không, phải không? Nhưng mà đó là mượn cái sự chút xíu nghe quý vị. Nhưng bây giờ quý vị thấy nè, nhớ cái chặng qua rồi là 2019 không, ở Trung Quốc bùng nổ Covid á, thấy no chịu rồi lại đói mai không? Như vậy là coi như là cái câu gì mà nhà Bích gõ ra đó không, cái câu đó đó là thấy không, bây giờ sắp làm lỗ không người nhà Bích cửa ra đó ha, thì cái câu đó đó của ông ba vậy đó ha. Thì bây giờ tôi nói quý vị, như vậy là no chiều rồi lại đói mai, rồi bây giờ như vậy cái thời đó quý vị thấy không, 7-8 bữa mà không cho quý vị ra đường quý vị đói không, đói. Cái này là no chiều rồi lại mai, thấy rõ ràng à. Nhưng mà cái đó cái sự nhỏ thôi quý vị. Nhưng mà no chiều rồi đợi đói mai, một là bây giờ quý vị thấy bây giờ Nga Ukraine chiến tranh bên bển, phải no chiều rồi đợi đói mai không? Nếu mà ông nhà nước, nếu mà thế giới Liên Hợp Quốc mà không cứu trợ kịp thì quý vị thấy là cái khổ như thế nào? Nhưng bây giờ tôi thấy là hiện tại là bên Hamas đó quý vị, mà coi như là ở là Liên Hợp Quốc mà cứu trợ, máy bay mà thả dù xuống quý vị, là cũng như cái dân mà chạy lại Iran, như là cái dạng mà đi mà đá banh mà đi ra về vậy đó, mà cũng như là có biến động mà chạy lại là dành để mà dành từ bao gạo để mà về để mà ăn, là máy bay thả dù xuống đó, là Liên Hợp Quốc đó, là bây giờ thấy cái cảnh đói là phải nói dữ dằn lắm. Thành thử ra hôm nay bây giờ nói là bây giờ hiện tại giờ nghe quý vị, chứ thực tế ra đó là cái chuyện này, nếu cái đời mặt pháp sau này đó, đệ nhị thế chiến, đệ tam thế chiến này, nó cũng là no chiều rồi lại đói mai nha. Rồi dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, hồi trước đó mới đầu là cũng như là Quỳnh Đâm Diệp mấy ông thấy hồi đó mới đầu đau bệnh lao, có thuốc nào đâu trị được đâu, nhưng mà được trị bệnh lao rồi, qua bệnh gì, bệnh nặng hơn lao là gì, sida, phải không? Lúc đó mà sida, nghe nói sida là hết hồn rồi, sida cũng rồi bắt đầu là qua cái bệnh gì, Covid-19. Thì cái này là bệnh gì quý vị? Cái tên đặt chứ thực tế là đây là trời không à. Bệnh này là bệnh dịch kìa. Cái này là rõ ràng là bệnh dịch, bệnh trời à. Mình thấy là no chiều rồi lại đói mai, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Rồi bây giờ mình biết mai mốt như vậy bệnh gì nữa không? Mình biết không? Không biết được ngày mai đâu quý vị. Nhưng bây giờ quý vị muốn biết được ngày mai thì ráng tu đi, tu hành theo dõi đến nơi sanh. Bởi vì ông Lương Nhân Tốt ông có hỏi một câu đó: mộ đạo ơn trên chưa hiểu danh, sinh năm phân cạn chúng gia đành, 3000 thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dạy chúng sanh. Đức Thầy không trả lời đó: dân lệnh Phật tôn chưa hiểu danh, nhặt gì pháp lực khó phân rành, càng khôn muốn biết ai là chủ, tu hành theo dõi đến nơi sanh. Rồi Đức Thầy mới trả lời câu này: vì sao thế giới lại 3000, học đã rành chưa đến hỏi han, đã lãm nho văn thì hãy đối, mở cho lời đáp lời cho giảng kính tiêm ban. Thì hôm nay ý là muốn mượn ông Lương Nhân Tốt này nè, để nói Đức Thầy đã chỉ cho mình đó, 3000 thế giới là chủ. Tức là ngày nay mình không hiểu gì đâu quý vị. Mình cũng như ông Lương Văn Tốt, mình không hiểu gì đâu.
Nhưng mà thầy đã báo rồi, no chiều rồi lại đối mai, dương trần sắp dướng nè, bệnh trời từ đây nha. Rồi bây giờ mình ráng lo liệu quý vị. Mà bây giờ ví dụ mình tu mình sẽ chết không Út, sẽ chết không Út? Mình tu mình đâu có sẽ chết, mà mình tu để giải thoát. Mà nếu mình có chết thì coi như là mình về cõi Tây Phương Cực Lạc. Có nghe cái mẫu chuyện mà hồi xưa của Đức Phật không? Với đại tử mày hỏi gì chứ Đức Phật nói bây giờ ông qua đó ông thuyết pháp. Cái nói ông đi ông sợ không? Nói sợ gì? Nói người ta nói nặng nói nhẹ ông sợ không? Nói không, nói nặng nói nhẹ con là nhẫn. Đức Phật nói không, nói nặng nói nhẹ nhẫn mà tao quánh ông sao? Nói quánh ông là tại vì cái nghiệp cái quả của con người ta quánh. Nói không, tao quánh ông vậy rồi tao giết ông chết không? Nói giết là con cảm ơn là đó là con giải thoát. Phải không? Bây giờ hôm nay mình tu thì cái sợ chết thì chắc chắn không còn sợ chết quý vị. Là tại vì tu sao? Tu để giải thoát. Thấy không? Sợ nghiệp quả mới tu. Và bây giờ mình làm được cái lực nhân quả cũng như là nãy tôi hỏi ông Út đó. Bây giờ mình trồng cái cây bốn lá có chỗ bông không? Bây giờ mình muốn bốn lá, muốn sáu lá, mười lá muốn ra xung xê thì hôm nay chúng ta phải tưới nước dùng phân. Phải không? Chúng ta phải vô phân tưới nước, chúng ta o nó ra sáu lá, mười lá ra có bông có hoa rồi ra quả mình ăn. Còn hôm nay mà để bốn lá hoài như vậy là chắc cái cây này không biết chừng nào mà ra bông chỗ trái để mà hưởng được cái quả. Dạ, đó thành thử ra hôm nay no chiều rồi lại đó mai dương trần sắp dướng, bệnh trời từ đây. Rồi phiên trần, sớm điệu bắp phai, tức là thôi bây giờ bắp phai là gì quý vị? Đây là mình ăn tương ăn chay đó, là bắp phai đó. Phiên trần sớm điệu bắp phai, cháo rau đỡ dạ cho qua tháng ngày thì bây giờ cho quen đi quý vị. Tới chừng mà có chuyện gì xảy ra tôi nói thật quý vị có một cơm nguội thôi. Và quý vị có một hộp muối thì quý vị sống qua ngày được rồi. Còn bây giờ quý vị mà bây giờ ăn nha, cao lương mỹ vị sáng phải có con gà quay nha, chiều phải có cục thịt bò xào ha, ăn mà nó quen cái miệng á. Mà bây giờ nói có không Út, tôi hỏi mấy ông có nha. Bây giờ đi đám cưới á, dọn tương không ăn nữa nha. Đám giỗ bây giờ mà dọn tương á, thôi bữa nay không ăn tương được, bữa nay tôi ăn không được. Nghe không, ăn tương có một ngày một cha mẹ mà cúng cơm đó quý vị. Mà ăn tương nó gì, ăn tương cha mẹ cúng cơm có một buổi một mà ăn không nổi nữa. Thấy không tội nghiệp không? Rồi bây giờ hồi đó mấy ông quan quyền với ông Nam Việt này ông rành nè. Hồi đó mấy ông mà cấp tướng cấp tá mà bị bắt vô tù không biết ăn cái gì không biết. Chắc cái này đòi ăn gà chắc không có đâu ông Nam Việt. Không có đâu. Đòi ăn heo không có đâu. Yêu cầu có một cục cơm không biết là sống được không nữa. Quý vị nói là tôi mới kể lại. Dạ. Chỉ một miếng dưa muối thôi ha. Mà lúc đó là khoảng chừng ba mấy tuổi. Ăn ba bò cơm nó ngọt như đường, chỉ một miếng dưa muối thôi. Đối cái cỡ đó đó mà thay vì có một bò không thôi à, nhưng mà bữa đó được ba bò lạng, nghĩa là miếng dưa muối đó như là cái cục thịt vậy. Miếng dưa muối thôi. Thành thử ra xin nói với quý vị chỗ này đừng có nói là ăn tươi không được. Đích đến chừng đói rồi là miếng dưa muối là gì, là đồ tươi chứ gì. Còn có mà đó là chỉ cái đó thôi. Bởi vì theo cái hoàn cảnh từng giai đoạn thì thử ra có một câu này mà quý vị nên kinh nghiệm. Nếu có một người nghèo nói rằng không có tiền mua giày để mang thì một hiền thiết nói câu là nghĩa là không tiền mua giày còn đỡ hơn người bị cục chân không mang giày được. Đó, hay quá đó, đó thành thử ra mình phải quán xét lại mình như thế nào cho nó chín chắn. Thành thử ra từ giờ để hai nói chuyện là rất là có chủ đề rất hay, nhưng mà cái quan trọng hiện nay xin hỏi để hai chỗ này hiện nay trên mạng xã hội bây giờ có sư Thích Minh Tuệ rất là nóng trên mạng, nhưng mà sư Thích Minh Tuệ cũng không phải là sư của Phật giáo Việt Nam. Cái điều đó thì Thích Minh Tuệ đã phát biểu về chị rồi. Thành thử ra lối tu hành của sư Thích Minh Tuệ có hợp với giáo pháp của nhà Phật ngày trước và có hợp với giáo lý của Đức Thầy hay không, mà được nhiều người ủng hộ, cả ngàn người đi theo. Xin nhân dịp này mới hỏi ý kiến đề ai vấn đề đó một chút. Cảm ơn Quỳnh Nam Việt. Thì bây giờ câu hỏi này rất hay. Nếu đúng ra thì hồi trước giờ thì ít ai hỏi câu này, mà tôi cũng mong cái câu hỏi này để hỏi ra đặng tôi trả lời. Bởi vì không ai hỏi mà nói tôi trả lời thì nó ngay, mà ai hỏi cái này tôi trả lời rất hay. Nhưng bây giờ hôm nay tôi trả lời với huynh một cái. Cái người mà nếu trình độ trí thức đó ha, thì hôm nay hiểu Minh Tệ này rành lắm. Nhưng mà hôm nay tôi nói một cái câu đầu. Hôm nay mà thương Minh Tệ nhiều chừng nào, coi chừng hại Minh Tệ nhiều chừng đấy. Đây là một cái con dao hai lưỡi.
tôi nói là thí dụ giờ một thứ nhất nè, bây giờ Minh Tệ, bây giờ tôi nói cái này tôi phải trở qua nói chuyện nha, bây giờ là làm khó cho Minh Tệ nè. Bây giờ hôm nay Minh Tệ đi nè, thí dụ bình thường là ngồi thiền, ngồi yên tĩnh, hôm nay đông quá làm sao ngồi thiền được. Nhất là mấy ông YouTube này nè, đi lại mấy ông hỏi là gì, hỏi đặng mà lên đặng ông Tệ trả lời, đặng mà lên đặng câu like đặng có tiền. Đây là tôi nói thật, đặng câu like đặng có tiền. Thành thử hết ông này hỏi, hết ông kia hỏi, thì ông Minh Tệ này khó khăn cho ông Minh Tệ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có sự tu tập, không có để mà yên tĩnh để mà ngồi mà thiền được. Ông này là ông Minh Tệ này là ông thiền à, chứ không có ngồi tìm Phật mà ông thiền để cái tâm yên tĩnh à. Cái thứ hai và cái thứ ba là ông không có nghỉ ngơi được. Cái thứ tư là tiểu tiện, khó là đi tiểu tiện đó. Còn mà ngoài ra nói ông Minh Tệ này bây giờ nói ổng là Phật, ổng là Bồ Tát, đối với tôi thì tôi không nghĩ ổng là Phật, mà tôi không nghĩ ổng là Bồ Tát, mà tôi ổng là lấy cái hạnh là Bồ Tát cũng như là huynh hỏi. Thì hôm nay ổng muốn lấy là cái hạnh Đầu Đà, tức là ổng muốn lấy cái hạnh của Ca Diếp. Thì đây là ổng gì, ổng ngủ là ổng ngủ gò mã, ổng ngủ gốc cây, phải không? Ổng không ngủ nhại hết. Còn nếu mà xin ăn thì người ta chỉ là ông xin là một ngày ăn chỉ cơm là giờ ngọ, là chỉ ăn một buổi cơm vừa đủ ăn thôi, chứ không cho dư mà cũng không cho thiếu. Đó, một ngày chỉ có một buổi thôi. Mà bây giờ mình thấy nhận xét rõ ràng, ông đi ta cho tiền ông thấy thương là cho tiền ông không nhận. Rồi bây giờ quý vị thấy ông ngồi rồi, bây giờ người ta bao dây, ta đem nước, đem bánh, đem trái. Nếu mà hôm nay, nếu mà ông Minh Tệ mà thí dụ như một nhà sư ở trong chùa, nếu mà bây giờ hôm nay đồ ăn đem lại, tôi bảo đảm quý vị ra chài mà chở. Không, đây là ghe chài mà chở, chứ đừng có nói xe căm nhông mà lại chở nha. Tôi nói ghe chài mà chở là xà lan mà chở đó. Thì hôm nay tôi nói quý vị đó, thì hôm nay có số xấu. Tôi nói là có một số xấu nha, có một số nhỏ thôi nha, là một số tốt rất nhiều. Có thể 10 là tốt, 9 chí một chỉ nhỏ số xấu. Rồi ranh tị Minh Tệ này, bây giờ thí dụ giả sử như bây giờ ngồi mát hưởng bát vàng, đem tiền, đem của, đem này, đem kia, mà bây giờ hôm nay cái hạnh ông Minh Tệ mà làm như vậy, rồi bây giờ bao nhiêu người ta thấy ông Minh Tệ gì, người ta không đem đến, ta cúng ăn nữa, thì cái này là hơi xâm tị hơi. Thành thử ra tôi thấy cái này không tốt. Thành thử ra thôi quý vị ơi, tôi nói một câu nói vậy, ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Hôm nay mình đã tu theo Phật rồi, ông Phật ông ngồi, ông Phật không có nhận tiền nghe quý vị. Nhớ kỹ, ông Phật ông ngồi không nhận tiền ai hết nha. Ông Phật cũng không ngồi nhận trái cây hay nha, mà ông Phật ăn cũng không được nha. Nhưng mà ông Phật có từ bi lắm quý vị. Bây giờ quý vị chửi ông Phật cũng làm thinh nữa. Quý vị thấy vô chùa bây giờ ông Phật ngồi để chửi ông Phật làm thinh nữa. Ông Phật cũng từ bi à. Mà nó nhận nó nhẹ, ông Phật cũng từ bi à. Thì hôm nay cái hạnh ông Minh Tệ tôi thấy ổng là rất tốt là chỗ này. Ổng đi, ai nói ổng gì, ổng cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có một lần ổng kể rằng có một người đánh vô cành hàm, ổng xin cành hàm. Nhưng mà cái này không biết là người ta thử ha, cái này không biết người ta thử hay là người ta ghét hay là hoặc ai xúi dục, thì cái này mình không biết. Có nhiều khi người ta thử nữa, ta thử cái ông này tu cái hạnh ông này, ta quánh ổng cái coi thử coi xin cành hàm coi thử làm sao. Cái này thử cũng có đó nha. Nhưng mà có số người mà nhiều khi nó xỉn say quá này kia nọ, mình nói nha, xỉn say ghét cái đạo Hòa Hảo đi, ông anh ghét cái đạo Phật đi, những cái đạo khác ghét đạo Phật đi, rồi người ta quánh cũng có nữa. Rồi có người số dục mà quánh cũng có nữa quý vị. Thì hôm nay tại sao bây giờ mà Minh Tệ đi hàng chục ngàn người để đi theo? Nhưng mà hôm nay quý vị ơi, tôi nói với quý vị, một là anh em YouTube này, tôi xin anh em YouTube. Và cái thứ hai, những mà cô bác mà đi theo mà Minh Tệ thì đó, bây giờ nếu mình hôm nay mình có tấm lòng, mình mến Minh Tệ, có tấm lòng thương Minh Tệ, thì quý vị đứng chắp tay niệm Phật đi, cho Minh Tệ đi, thì đây là mình biết cái hạnh mới tốt là thương Minh Tệ. Còn quý vị mà theo Minh Tệ, nó cản trở, rất là cản trở nhiều. Một là bây giờ lưu thông, phải không? Trên đường xá bây giờ xe cộ chạy rất là nguy hiểm, người ta là coi như cái đường lưu thông nó không được. Là cái thứ hai, mình làm như vậy thì cũng không được cho Minh Tệ là cái gì đâu quý vị. Quý vị mà theo cái ù ù cũng không được Minh Tệ là cái gì đâu. Rồi anh em YouTube này nè, tôi nói thật quý vị, anh em mà quay lên ăn không được bao nhiêu tiền đâu, mà mấy anh làm trở ngại cho một cái chuyện cho Minh Tệ, rồi anh em mang một cái tội lớn. Đây là tôi nói mang một cái tội, là vì người ta là người ta không có có để mà ngồi yên tĩnh được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì mà quý vị hỏi hoài làm sao ta yên tĩnh được. Cái thứ ba là bây giờ nó dí quá nhiều đi, trên cộng đồng mạng quá nhiều, thành thử là hôm nay mình cũng có tội. Mình ăn không được có bao nhiêu đâu quý vị, nhưng mà mình mang cái lỗi lớn lắm.
Thành thử ra hôm nay thì tôi nói không phải đụng chạm anh em á, thôi anh em bây giờ là quay phim, anh em cứ việc đứng ở bên đường, anh em đi quay phim đứng bên đường đừng đi theo. Và cái thứ hai, cô bác cũng đừng nên đi theo vậy. Cô bác muốn thương minh tệ, cô bác chấp tay niệm Phật rồi để mà cầu trời Phật độ cho mình. Còn minh tệ ngoài ra cũng không thiết pháp nha quý vị. Minh tệ tôi thấy chưa có thiết pháp, chưa gì hết. Thành thử là hôm nay Nam Việt cũng có hỏi thì tôi trả lời trong một cái đoạn của minh tệ là như thế đó vậy đó quý vị. Thì hôm nay tôi không cho là minh tệ là Phật, không cho minh tệ là Bồ Tát. Nhưng mà hôm nay minh tệ làm cái hạnh Bồ Tát, mình nên bắt chước làm theo cái hạnh của minh tệ. Tôi mong quý vị trong đạo Phật giáo hảo và trong cái đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất gì đó, thì hôm nay ráng làm theo cái hạnh Bồ Tát, không dùng của thế, sắc màu cũng không. Mà ông nào mà nói thiệt, mà nói mà tu vô mà xâm lạm mà tiền bạc đó ha, nhà cửa xe hơi nhà lầu đó, thì ông này hoàn toàn là Đức Thầy có nói câu nói rõ ràng, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều vô thế cho hư đầu màu, Di Đà Phật tổ thêm dầu, dặn trong nhân chúng sao lừa dối dân, có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Mà hôm nay tôi nói quý vị và tất cả những sư và trong thiện nam tín nữ trong Phật giáo hòa hảo của chúng ta, đây là thầy nói có ngằng lắm nhỉ nha quý vị, quý vị đừng có hiểu lầm nha. Thầy chùa như thể cây sơn, hoài gia coi chắc trong thời mối ăn, cái câu là buồn thay cho lũ ác tăng nha. Nếu ông nào hôm nay tôi nói ông nào ra miệng thì ông đó là ác, còn ông nào mà không ra miệng thì ông này là thiện. Thành thử ra hôm nay những tôi mong là thầy tôi nói những người nào chân tu nên học những người chân tu, còn người nào mà ác á thì bác bỏ liền. Trong đạo Phật giáo chúng ta cũng vậy, nếu mà người nào mà tham lạm tiền bạc, tham lạm xe cổ, tham lạm nhà cửa gì đó, thì hôm nay là thầy nói là đó là cái người ác. Thì hôm nay thì thầy tôi nói vậy, thì mong quý vị cũng hoan hỷ. Đến đây chúng tôi cũng xin hết, thì chúc quý vị một ngày an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.